không? Cảm ơn chị. Là mừng đúng không? Cũng rất mừng cho cháu chị. Nó được mình thường xuyên giúp đỡ cho cháu đi học. Đường quá trời xịn luôn Út nha. Từ đây ra lộ cũng xa mà tại là đường gì không nè. Quá trời xịn luôn. Hằng ngày em biết Viền Chăn trời mưa đi ra chắc cực lắm. Từ đây ra ngoài đó chắc cũng 500 mét à. Dạ. Nhà ít. Có hai cây nhà của Viền Chăn ngẫm đây thôi chứ không thấy nhà nào hết trơn. Nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì con với Lọt Nhàn rất là vui mang đến một điều bất ngờ cho em Quyền Trân nha. Thì chắc chắn cái điều bất ngờ này Quyền Trân sẽ rất là vui vẻ và hạnh phúc luôn. Và xin mời các cô chú, anh chị cùng con Út Nhàn chào thăm gia đình nha. Bé Kỳ nó chào đón mình nè kìa Út. Hiền khô à. Dạ, thưa bà con mới tới. Dạ, chào bà. Mẹ nha. Ba đang lạnh hả ba? Chị chửi chân cái nghe quá xịn rồi. Xịn quá xịn. Mới tới Quyền Trân ơi. Dạ. Ba đang lạnh hả? Dạ. Mình ngồi đây đi Trân ơi. Hôm nay có trông chờ mấy chị đến không? Dạ. Thôi, cái con đường nó quá trời bùn luôn rồi. Không biết là hàng ngày Quyền Trân đi làm sao. Thì mưa cứ mưa lâm râm nhỏ như vậy là đường nó còn lầy như thế gì. Ờ vậy hả? Mới nãy chạy vô chụt xuống mấy lần luôn. Út Nhàn phải nóng xe lại. Dạ. Dạ. Hôm nay sức khỏe bà có tốt hơn chưa bà? Dạ cũng đỡ rồi. Dạ. Bà ngồi lại đây xích cho cháu nha bà. Dạ. Con thấy bà đang lạnh hả? Không lạnh nhưng mà trời mưa này cũng mặt cũng ấm. Dạ. Mà bà có ấm không? Bà có ấm để mặc không? Viền Trân có mua cho bà không? Hay hôm trước chị vô cô chị cũng thấy bà mặc đồ áo cũng mỏng đó. Thời tiết lạnh em nên mua cái áo hơi dày dày xíu cho bà. Hôm nay mấy chị đến Quyền Trân có vui không? À, dạ con chào dì. À, chị là sao ha Quyền Trân? Là bà ba là em của bà ngoại. À bà ba, dạ chào bà ba. Bữa nay bà ba qua chơi hả? Bà ba ngồi kế bà ngoại đi. Ở đây với bà hai chị em nè. À, dạ. Ủa bà ba ở nhà nào? Ở chị Châu Đốc. Dạ bà ba xuống chơi. Dạ. Cũng có chồng có con. Dạ. Rồi dự như là còn chút cái gì chút việc được người ta. Dạ. Giờ như già yếu thì không có mặn gì được. Được thì về đây hai chị em ở đây sống ngủ quỷ với nhau. Dạ. Dạ. Thì hôm nay thì Quyền Trân có lo lắng khi mà chị với lại mấy chị đến đây không hay là rất là vui? Mấy ngày nay thì ở nhà có chờ đợi tin tức mấy chị không? Có. Thì hôm bữa mấy chị tới thì em có nói với mẹ không? Thì bây giờ Quyền Trân có thể nói cho cô chú anh chị biết là cái phần mà chi phí mà em đi học đại học đó thì hiện tại là em thi đậu ngành gì, có thể nói một phần nữa cho chị biết được không? Dạ em thi đậu ngành Việt Nam học. Và chi phí là 15.520.000 cho một năm học cô. Dạ, một học kỳ em đóng bao nhiêu? Dạ là 7.700.000. 7.700.000. Ngoài cái chi phí mà em đóng tiền học phí rồi chi phí ăn uống sinh hoạt nhà trọ đó thì không biết là Quyền Trân có lo lắng vấn đề đó không? Dạ cũng lo mà em cố gắng là đi làm thêm cái ngành nghề cái chuyện đó. Em có tham khảo hay là có tìm hiểu qua là cái phần chi phí có cần thêm bao nhiêu nữa không? Dạ em vẫn đang tìm hiểu. Vậy em có thể là biết cho chị biết là cái chi phí của mình á là khi mà em đến ở nhà trọ nè, rồi chi phí ăn uống hàng ngày sinh hoạt nè, bao tháng một tháng như vậy là em cần bao nhiêu tiền? Dạ khoảng tầm 2.000.000. 2.000.000. Tiền nhà trọ là hiện tại là ở dưới là người tính bao nhiêu một tháng? Dạ là 500. 500. Thì còn là 1.500.000 ra em chi phí ăn uống. Dạ. Không biết là Quyền Trân khi đến đó nhập học rồi em có thể nấu ăn hay là em ăn ngoài? Dạ em có thể nấu ăn. Tức là mình cũng có dự định là mình mua đồ giùm nấu ăn. Chị nghĩ là nấu ăn sẽ tốt cho sức khỏe là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình cũng đỡ tốn ra chi phí về vấn đề ăn uống. Ngày xưa thì chị cũng đi học á, ăn thì một ngày cũng một buổi, một dĩa cơm cũng 20.000.
Rồi tiền nước này tiền kia thì tính ra thì mình mua chợ, mua cá mắm ở chợ đó thì mình ăn thì nó sẽ rẻ hơn, bớt tốn tiền nhiều. Không ra bà có trông chờ mấy chị em con tới không bà? Dạ cũng mong mấy cô tới tin mình và cháu. Dạ. Bà có lo lắng nhiều không bà? Lo cháu mình học được gì là mừng lắm. Dạ. À, Quyền Trân ơi, cái này là chị hỏi riêng tư một chút xíu nha. À, tại vì lần trước á, thì chị không có hỏi qua thì chị cũng biết được á, là ba mẹ em á, là cũng ly hôn cách đây 10 năm hả con? À, thì không biết là trong bây giờ làm ba ly hôn rồi vì sao làm ba mẹ chia tay á? Em có nghe mẹ nhắc tới là chắc là do không học. Không có học nha. Vậy là 10 năm rồi thì giống như là ba có lo lắng hay trở lại thăm em ba đứa con không? Thì ba lâu lâu ba có về ở nhà nọ thì em có ra thăm ba. Còn chị chính là lâu lâu thì ba vẫn cho tiền ăn uống gì này kia thôi. Không phải là chưa tách vào cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. À, tức là bây giờ thì ba làm gì con? Ba đi làm bún ở Bình Dương. À, cũng ở Bình Dương ha. Dạ. Nhưng mà thi thoảng thì ba có tiền thì ba cũng gửi cho các em. Dạ. Hôm nay thì chị giúp nhà cũng rất là vui luôn khi được đại diện cho Mạnh Thường Quân. Thì đó là anh Lê Quang Nhiêu cũng đến thăm gia đình em, thì cũng biết là hoàn cảnh gia đình em rất là khó khăn. Nay chị cũng rất vui vì điều này, thì anh cũng rất là quan tâm đến gia đình của em á, nên cũng gửi một phần chi phí đến với em nha. Thôi cái này để cho Trân tự mở đi. Đây, chị đại diện cho Mạnh Thường Quân, đó là anh Lê Quang Nhiêu. Chị gửi cho Trân nha. Cái phần này Trân tự mở ra. Em có vui không? Có hồi hộp không nè? Phải trả lời cho chị biết chứ, có vui có hồi hộp không? Có. Bà có vui không bà? Cảm ơn chị. Là mừng đúng không? Mình cho cháu thì nó được mình thường xuyên giúp đỡ cho cháu đi học. Thì mình nhận được cái niềm vui này thì nữa Trân chia sẻ với mẹ nha. Con được Mạnh Thường Quân á trao tặng cho con một phần quà để cho con có chi phí đi học, nói cho mẹ vui. Tại vì mẹ ở xa thì mẹ sẽ không biết được điều này đâu. Rồi bây giờ Trân có thể đếm phần tiền của mình nha.
Không. Em nhớ rồi, em không nhớ. Em nhớ hả? Nhiều quá. Nhiều quá hả? Ừ, em có thể điếm lại một lần nữa được không? Tại vì thiếu tiền là không được đâu. Nó hơn đó. Ừ. Em biết số tờ đi, em nhâm lên. Em biết số tờ đi, em nhâm lên lại nha. Ừ. Đúng rồi, 19 triệu là chị hồi hộp lắm. Mạnh Thường Quân đó là anh Lê Quang Duy có gửi về cho em là số tiền là 20 triệu. Thì theo như em chia sẻ mới nãy là học phí của em cho cả năm là 15.520.000. Thì cái phần còn lại là mình cũng được là 4 triệu mấy. Thì cái phần đó thì anh gửi tặng cho em luôn để làm cái chi phí nhà trọ, ăn uống sinh hoạt trong những cái lúc ban đầu mà em xuống trường nha. À, rồi em có muốn nói gì với anh đây bao nhiêu không? Dạ, em cảm ơn anh nhiều đã chi phí tập cho em. Mừng quá. Dạ, bà có gửi lời tới anh không bà? Tôi cũng có lời cảm ơn mấy cô trước, mấy cô sau rồi mạnh tình vương cũng giúp đỡ được được đi học này kia. Tôi cũng rất mừng và mang ơn rất nhiều. Dạ. Em có hứa gì với anh điều gì không nè? Đó là cố gắng học tốt, không phụ lòng mọi người giúp đỡ đi. Rồi mình học rồi để sau này như thế nào? Em có định hướng được không? Phụ giúp mẹ. Giúp mẹ. Cho cái cuộc sống mình đỡ bớt khó khăn hơn. Đỡ khó khăn hơn. Anh Lê Quang Nhiêu ơi, thì hôm nay thì em đại diện cho anh đến thăm gia đình và trao cái phần quà đến cho em Vườn Trăng để có chi phí ăn học. Thì em rất là vui và hạnh phúc vì điều này. Thì em cũng đại diện cho gia đình của Quyền Trân thì cũng xin chúc anh và gia đình thật là nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Dạ, chân thành cảm ơn anh. Em xin chào anh và chào các bạn.